Ba lý do nên chọn mua tủ lạnh nội địa của Nhật. Chào các bạn, tôi là Bùi Huy, đại diện cho Kho ở Nhật. Nếu các bạn mà đang quan tâm đến tủ lạnh nội địa của Nhật nhưng các bạn còn rất nhiều băn khoăn không biết là có nên mua tủ lạnh nội địa của Nhật hay không. Thì ngày hôm nay tôi xin chia sẻ với các bạn ba lý do mà chúng ta nên lựa chọn mua tủ lạnh nội địa của Nhật. Thứ nhất là tủ lạnh nội địa của Nhật thiết kế rất thông minh và phù hợp với lại cái nhu cầu sử dụng của người Việt Nam chúng ta. Thường thường á khi mà mới tiếp xúc, chúng ta sẽ thấy hơi bất cập ở cái thiết kế như thế này, vì nó thiết kế thành uh, 5 ngăn. Bình thường á, các cái mẫu tủ phổ thông ở Việt Nam chúng ta, thì nó sẽ thiết kế thành hai uh, ngăn thôi, hay còn gọi là side by side. Cái tủ side by side ở Việt Nam chúng ta thì nó sẽ chia đôi ra, một bên là ngăn đông và một bên là ngăn mát. Bên ngăn đông lại được chia thành các cái khoang, ngăn mát cũng tương tự như vậy. Chính vì việc chia khoang như thế này và chia thành hai cánh, việc chia hai cánh thì đầu tiên chúng ta mở ra nó sẽ mất nhiệt và tốn điện nghe đã đúng ạ khi mở một phát là coi như mở lửa tủ rồi đó thứ hai là với thiết kế các cái khay đợt như vậy á thì đồ ăn chúng ta để được rất là rất là ít nhìn thì cái tủ có vẻ to đấy nhưng mà lại để được ít đồ ăn vì mỗi một cái ngăn này chúng ta để một con một con gà thôi là đã chặt mất rồi đúng không ạ và với cái thiết kế của Nhật họ thiết kế là 5 ngăn thì chúng ta càng dùng chúng ta sẽ càng thấy là thích cái thiết kế này tôi tin chắc rằng bất kể ai khi đã dùng lạnh nội địa của Nhật thì đều thích cái thiết kế làm ngăn này. Thứ nhất là gì ạ? Bảo quản đồ ăn được tốt hơn, ngăn mùi tốt hơn, phân chia đồ ăn được tốt hơn. Thứ hai tiết kiệm điện hơn, đó. Và thứ ba là để được nhiều đồ hơn. Chúng ta cùng xem kỹ hơn nhé. Thứ nhất là à, tiết kiệm điện hơn. Thì chúng ta các bạn nhìn này, tôi mở bất kỳ một ngăn nào nhé, mở ngăn này đi. Đó, chúng ta vẫn có thể lấy đồ ở đây, ở đây mà chỉ mất nhiệt một khoang rất nhỏ thôi tiếp tục nhé đó thì chúng ta có thể lấy đồ được cả cái khoang to này và chỉ mất nhiệt ở đây thôi đúng không ạ đây là cái tương tự với các ngăn bên dưới cũng vậy thì với cái thiết kế này nó sẽ tiết kiệm được rất là nhiều điện thứ hai là bảo quản đồ ăn được tốt hơn bình thường thì chia thành hai ngăn đành rằng là đã có các ngăn nhỏ rồi thế nhưng các bạn thử hình dung mà xem trong cái khoang đông Bên trên là để đá ăn Ăn trực tiếp nhé, uống luôn đấy các bạn Bên dưới để thịt sống Đấy, thì chúng ta thấy là cho dù là Cái công nghệ khử mùi tốt đến mấy đi chăng nữa Thì cũng không thể đảm bảo về vấn đề vệ sinh thực phẩm được Đúng không ạ Nên là chúng ta ăn những cái viên đá đó Mà bụng dạ kém ấy, thì sẽ bị đau bụng Tương tự với lại khoang mát Đó thì khoang mát chúng ta sẽ để đồ ăn chín này chúng ta à, nấu xong chúng ta lưu trữ đấy hoặc là chúng ta có thể để, để rau củ đúng không ạ Thế mà rau thì chúng ta rửa sạch đến mấy thì vẫn sẽ còn bùn đất, đúng không ạ? Và vẫn còn vi khuẩn. Thế mà đồ ăn chín thì chúng ta sẽ không được phép có vi khuẩn. Thế mà để chung vào với nhau thì sao ạ? Thì nó sẽ có cái nguy cơ là vi khuẩn nó xâm nhập vào. Đó, nhưng mà tủ của Nhật thì khác. Các bạn nhìn nhé, tôi sẽ giới thiệu qua một chút các bạn xem này. Bên trên này là một ngăn mát. Ngăn mát này chỉ để đồ ăn chín, nước uống và quả thôi. Không có rau ở đây đâu các bạn. Đó, nên nó rất sạch tiếp theo nhé Bên dưới này Thì sẽ là một ngăn rau Tách biệt hoàn toàn luôn Các bạn thấy không ạ Nếu mà như thế này Thì làm sao mà chúng ta sợ vi khuẩn nữa Yên tâm luôn đúng không ạ Tiếp theo nhé Bên dưới này Sẽ là một ngăn đá rơi Tách biệt hoàn toàn Đá rơi tự động các bạn nhé Chúng ta cho nước ở trên Đá tự động rơi viên ở dưới Và chúng ta chỉ việc múc ra sử dụng thôi Tách biệt hoàn toàn Bên này là một ngăn đông nữa để kem và sữa chua. Cũng tách biệt hoàn toàn với lại đồ ăn sống. Đồ ăn sống thì để ở đâu? Để dưới này các bạn này. Dưới này sẽ là một ngăn đông lớn để chúng ta để thịt cá lâu ngày. Đấy các bạn thấy không? Tách biệt, rất vệ sinh. Đó. Thế là hai cái vấn đề rồi. tiết kiệm điện rồi này. Vệ sinh rồi này. Thứ ba, để nhiều đồ. Các bạn để ý nhá. Một ngăn mát của nó này. Các bạn thấy không ạ? Một khoang mát như thế này. Để đồ ăn chín này nước uống này và quả này thì chúng ta xem để được bao nhiêu đồ siêu nhiều đồ luôn các bạn nhé rất nhiều đồ chia thành các khoang này to này bên cánh này chúng ta sẽ để được rất nhiều đồ tiếp theo khoang rau cũng vậy khoang đông cũng vậy các bạn nhìn nhé nó thiết kế các bạn nhìn này. như là một cái thùng luôn và chúng ta để đồ vào sẽ để được rất nhiều còn nếu như nó nói cùng là một cái thùng như này các bạn hình dung biệt chúng ta chỉ cần chia làm bốn thôi là chúng ta để để đồ đi ít rất là ít rồi nó sẽ rất nhiều khoảng không lãng phí đúng không ạ đó và khi mà để thành nguyên một cái thùng như này thì chúng ta sẽ để được rất là nhiều đồ đấy thì đấy là cái ý đầu tiên là cái ý gì ạ thiết kế thông minh để được nhiều đồ hơn này tiết kiệm điện hơn này đấy và à, vệ sinh hơn đấy là về thiết kế ý thứ hai này ý thứ hai là tủ lạnh nội địa của nhật này công nghệ cao hơn các bạn hình dung nhá bên thị trường Nhật nói chung thì các cái đồ của nó công nghệ sẽ đi trước thị trường Việt Nam chúng ta đâu đó phải 20 năm. Đó, có những thứ thì 10 năm, có những thứ phải 20 năm. Tôi cụ thể luôn nhá. Thì cái máy giặt nội địa của Nhật ấy, nó có công nghệ sấy điều hòa từ năm 2002 đến năm 2004 đã bắt đầu có. Thế nhưng mà về Việt Nam chúng ta thì đến bây giờ năm 2024 bắt đầu mới có sấy điều hòa. Đấy, thế nhưng mà còn chưa được hoàn thiện. Các bạn thấy không ạ? Nó đi trước chúng ta phải đâu đó là 10 đến 20 năm quay trở lại về cái tủ lạnh thì cái công nghệ bảo quản đồ ăn của nó rất là tốt cụ thể luôn nhá thứ nhất đấy là ví dụ như là đồ ăn ở khoang mát này đi đó bình thường nhá bình thường mà các bạn để đồ ăn chín ở khoang mát này này mà các bạn mà không cho vào những cái hộp hay là cái túi bọc thật là cẩn thận nhá thì một thời gian thôi kể cả các bạn mà có cho cẩn thận đi chăng nữa thì một thời gian cái khoang mát này ấy vẫn sẽ phát sinh mùi hôi đúng không ạ nhà các bạn dùng tủ lạnh lâu năm các bạn ấy ý xem vẫn sẽ phát sinh mùi hôi ở cái khoang mát này vì sao vì công nghệ khử mùi không tốt rồi tất cả các công nghệ khác bảo quản đồ ăn cũng không tốt dẫn đến việc có vi khuẩn phát triển nên là có mùi hôi mùi hôi chính là vi khuẩn đấy đúng không ạ đấy là khoang mát nhé tiếp theo này khoang rau khoang rau thì các bạn để ý nhá những cái tủ nhà chúng ta đang dùng nhá các bạn mà không cho vào trong túi nhá các bạn để cho tôi khoảng hai ba ngày lỗ hết rau luôn đúng ạ đấy là cái tủ mà chúng ta đang dùng nhiều năm nay quay trở lại tủ của nhật nhá ở khoang trên này này cho dù các bạn không cần cho đồ ăn vào hộp, vào túi Thì tủ cũng không bao giờ có mùi hôi Nó sẽ khử tất cả những cái con vi khuẩn và mùi hôi đi Thậm chí khử luôn cái mùi đồ ăn của chúng ta đi Đấy, vì cái mùi đồ ăn của chúng ta Sau khi nó bị hỏng nó sẽ thành vi khuẩn mà Đấy, thế nên là cái công nghệ khử mùi rất tốt Không bao giờ các bạn thấy ngăn trên có mùi hôi Tiếp theo đến ngăn rau nhá Thì ngăn rau những cái tủ lạnh nội địa của Nhật Các bạn mà đã dùng, đã trải nghiệm các bạn biết là gì ạ Chúng ta không cần cho rau ở trong túi Chúng ta cũng phải để được khoảng 5 đến 7 ngày với những cái rau mà lá mềm Còn chúng ta có thể để lên đến 2 tháng, 3 tháng với lại củ hay là quả Đấy, mà nó không bị khô héo Bạn thấy tuyệt vời không ạ? Công nghệ bảo quản của nó cực kỳ là tuyệt vời Đây tôi chỉ kể ra hai công nghệ cơ bản nhất thôi Chứ ngoài ra nó còn ngập tràn công nghệ cơ các bạn ạ Các bạn cứ để ý các clip review của tôi đấy Tôi sẽ nói chi tiết, nó ngập tràn công nghệ luôn đấy, Ý thứ hai là ý công nghệ nhá Ý thứ ba là ý tiết kiệm điện Ý tiết kiệm điện này thì tôi đã nói gộp vào với cái ý thiết kế rồi cái thiết kế của nó giúp nó tiết kiệm điện nhưng chưa phải hoàn toàn nó tiết kiệm điện bởi rất nhiều yếu tố về công nghệ này đấy rồi uh, về tính uh, hoàn thiện này độ hoàn thiện cao các bạn hình dung này cùng là một cái tủ inverter nhá Việt Nam chúng ta cũng có công nghệ inverter từ những năm 2014 rồi đấy còn Nhật thì inverter từ những năm 2000 rồi thì cùng là công nghệ inverter nhưng tại sao hàng Nhật vẫn tiết kiệm điện hơn tại vì là cái sai số nhỏ hơn các bạn nhé sai số nhỏ hơn mỗi một thị trường sẽ có một cái tiêu chuẩn riêng và có sai số riêng và cái sai số của thị trường nhật nó rất thấp đó thế là cùng là thiết kế inverter nhưng mà cái sai số tủ của nhật thấp hơn nên là tiết kiệm điện hơn thiết kế thông minh hơn nên là tiết kiệm điện hơn công nghệ cao hơn nên là tiết kiệm điện hơn đó rất nhiều yếu tố dẫn đến việc tiết kiệm điện ba cái tiêu chí này đã gần như là đủ để chúng ta có thể tự tin yên tâm để sử dụng và trải nghiệm các cái sản phẩm hàng nội địa của Nhật rồi. Các bạn còn các thắc mắc gì thì có thể gọi điện trực tiếp với tôi để tư vấn hoặc comment phía bên dưới để tôi làm cái clip giải đáp các thắc mắc của các bạn. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong clip lần sau.